Xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay bên em giới thiệu cái mẫu này, lo kéo B135. À, mẫu này ha. Em quay rõ cái mặt bên trước của mặt này. Đầy đủ các chức năng cho mình ha. Mặt thiết kế rất là đẹp và nhỏ gọn, kích thước là 8 x 19. Đây, mẫu này kích thước 8 x 19 ha. Mẫu này thì mình có thể chạy lo đơn, 3 tấc đơn hoặc là 4 tấc đơn. 3 tấc đơn hoặc 4 tấc đơn đều được nha. 3 tấc đơn thì từ 1.4 con 51, 4 tấc đơn thì từ 1.4. Lo bằng giấy nha các anh, cái loại mà lo bằng giấy đó, hoặc là mình có thể thay thớ vào trong các thùng lo mini ha. Lo kéo xách tay mini, bởi vì cái mẫu này được thiết kế nhỏ gọn này, để cho mình nâng cấp công suất cho những cái mẫu như là Qmix. Nhiều anh cũng có hỏi là những cái mẫu mạch mà công suất lớn mà có cái kích thước bằng các cái thùng lo Qmix á, thì hôm nay bên em giới thiệu cho các anh cái mẫu này. Các thùng Qmix thì nó kích thước thường là 8 x 19, thì cái mẫu này là đáp ứng được với yêu cầu của tất cả một số anh ha. Công suất thì nó cũng lớn hơn này, mẫu này công suất lớn hơn cái mẫu của thùng Qmix ha. Đó, em quay bên trong bao mặt cho các anh xem ha. Này, Bluetooth của nó này, Bluetooth thế hệ mới nha các anh. Mẫu này thì Bluetooth 5.5 này. Đó, bên trên bao mặt này. Đây, dây này thì mình gắn bình ắc quy ha. Bình ắc quy hoặc là dùng pin đều được nha các anh. Mẫu này thì mình dùng ắc quy hoặc là dùng pin đều được ha. Dây này thì mình gắn loa này, hoặc là dây này thì mình gắn micro không dây này. Mẫu này thì mình có thể chơi được 2 tấc đôi hoặc là 2 tấc rưỡi đôi đều được. Mẫu này thì nói chung nó được lập trình DSP này, có lập trình chống hú đầy đủ cho mình hết ha. Feedback đầy đủ cho mình, chống hú này. Đó, cổng này là cổng dùng mic có dây này, cổng này là cổng để gắn guitar, mình điều chỉnh guitar ha, phone guitar đây. Đó, chém mic bass mic gain đầy đủ cho mình ha. Công tắc nguồn này, nút nguồn này, công tắc led này. Anh nào có sử dụng những cái đèn led nháy ha, thì mình có thể sử dụng đèn này, công tắc này là ok luôn cho các anh. Đó, rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh trong các video tiếp theo.